thăng tí làm quan. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Tử bất học, phi sở nghi. Ấu bất học, lão hà vi. Tử bất học, phi sở nghi. Ấu bất học, lão hà vi. Nhanh lên, không sư thầy lại quở. Sư thầy đâu rồi nhỉ? Mọi khi sư thầy lúc nào cũng ngồi chờ sẵn chúng ta cơ mà. Mà sao hôm nay sân chùa lại đầy lá thế kia? Hai cậu nhỏ, giờ này còn tính tới học sao? Sư thầy ốm, nằm liệt giường mấy hôm nay rồi. Sao? Thầy ơi, thầy sao vậy? Thầy ơi, thầy ơi. Hai con, đến rồi à? Ta mong các con mãi. Ta chắc không qua khỏi. Thầy ơi, thầy đừng nói vậy. Chúng con sẽ chăm sóc cho thầy. Phải đấy, thầy sẽ mau khỏi bệnh mà. Thầy còn phải dạy chúng con đọc sách nữa chứ. Ta biết trong người thế nào mà. Ta có cuốn sách này tặng lại cho hai trò. Hai trò hãy giữ gìn cẩn thận và đọc cho thật thấu. Thầy ơi, chúng con cảm ơn thầy. Đây là cuốn sách rất quý, ta giữ theo bên mình đã lâu. Trong này có những điều còn quý hơn cả vàng bạc châu báu. Các con hãy nhớ kỹ lời ta, cố gắng chăm chỉ đọc sách, rồi sẽ có lúc tìm thấy. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy mất đi, từ giờ chẳng còn ai dạy chúng mình đọc sách nữa. May mà thầy cho chúng ta cuốn sách này. Có cuốn sách, cậu còn lo gì nữa chứ? Chẳng phải thầy đã nói, trong cuốn sách này còn có cả những thứ quý hơn vàng bạc châu báu đấy sao? Để mình xem nào. Ơ, sao mình chẳng thấy gì cả? Toàn chữ là chữ. Quái lạ, không có lẽ. Thôi, cho cậu đấy, mình chẳng cần, mình đi chơi đây. Ơ, Tèo. Loa loa loa, Trạng Nguyên về Vinh Quy bái tổ, mọi người mau dẹp đường. Ồ, Trạng Nguyên ư? Mình phải đi xem mới được. Hả? Tí? Chẳng phải là thằng Tí sao? Này, anh muốn chết à? Ai cho anh gọi Trạng Nguyên như thế? Nào, Trạng Nguyên đi qua mà còn đứng ngây ra thế à? Có thích chết không thì báo, dẹp vào. Trời ơi, không lẽ điều mà sư thầy năm xưa nói giờ đã thành sự thật rồi sao? Cơ hội nảy sinh từ khó khăn. Có chuyện gì anh cứ nói ạ? Cha đã mất rồi, anh em mình phải cùng nhau gánh vác.
mở mang tiệm gốm của cha. Anh sẽ đảm nhận gánh vác cửa hàng ở đây. Nhà ta có mảnh đất trên con dốc cao khu bên cạnh. Anh muốn em ra đó mở cửa hàng gốm thứ hai. Em đừng lo, anh sẽ đưa tiền cho em mở cửa hàng. Mở nhỏ thôi, rồi có lãi. Dùng lãi đó mà mở rộng. Ở đó đường xá khó đi, em sợ. Vậy mới cần đến sức trẻ và sự thông minh của chú chứ. Vâng, em xin nghe theo anh. Phải thế chứ, cuối cùng thì cửa hàng cũng thuộc về ta. Mở cửa hàng ở đây đã mấy tháng rồi mà chẳng có người mua. Tiền thì đã hết. Mời các bác vào mua đồ gốm sứ đi ạ. À, toàn là hàng hảo hạng, tinh xảo và bền đẹp đấy. Không mua, không mua. Đang vừa khát vừa mệt thì chớ. Mau đi thôi, chịu khó đi thêm mấy tiếng nữa sẽ tới trung tâm buôn bán. Tôi khát quá rồi. Đến phải đóng cửa hàng mất thôi. Mình thật có lỗi với cha. Này cậu ơi, chào cụ. Cụ muốn mua đồ gốm sứ có phải không ạ? À, mời cụ vào. Xin lỗi cậu, tôi không mua đồ gốm. Thế tôi lên đây thăm người quen ở dốc bên kia kìa. Mà đi tới đây mệt quá, tôi có thể ngồi nhờ ở đây một chút để chờ không? Dạ được ạ. Cụ có thể ngồi ở đây thoải mái, cháu cũng có người để nói chuyện. Hình như cửa hàng làm ăn không được tốt lắm thì phải. Tôi thấy đồ gốm cũng toàn loại tốt cả. Nhưng... Vâng, ở trên cái đỉnh dốc này cũng nhiều người qua lại đấy. Vì đi tiếp mấy nửa ngày đường nữa là trung tâm mua bán sầm uất rồi. Nhưng chẳng ai dừng chân để mua đồ gốm sứ cả cụ ạ. À, cậu này, phiền cho tôi xin cốc nước uống cho đỡ khát được không? Ấy chết, cháu quên mất. Cụ chờ cháu một lát ạ. À, cháu mời cụ uống trà. Cảm ơn, cảm ơn. Chà chà, trà ngon, đựng trong bình đẹp thì còn gì bằng. Đồ gốm nhà cậu món gì cũng rất đẹp đấy. Giá như ai cũng nhìn thấy được điều đó thì hay biết mấy. Nhưng đồ có đẹp đến mấy mà bán ở chỗ này thì không có khách mua là phải. Ở đây địa hình đồi núi, đi lên đi xuống tới đây, ai cũng đói, cũng khát. Người ta tìm chỗ nghỉ ngơi, chứ ai quan tâm tới đồ gốm nữa. Dạ, ông nói đúng. Vậy cho nên cháu có mời chào thế nào cũng chẳng có ai vào xem hàng cả. Cháu đang định đóng cửa hàng đây cụ ạ. À, trà rất ngon, khát mà được uống cốc trà đúng là tỉnh táo, khỏe khoắn cả người. Thêm nữa, ta muốn mua một bộ ấm chén như thế này, cậu có bán không? Dạ, bán chứ ạ. À, để cháu gói cẩn thận lại cho cụ. Cháu chào cụ, lúc nào cụ về, mời cụ lại ghé cửa hàng cháu uống trà. Cảm ơn cậu, chào cậu. Cuối cùng thì cũng bán được một bộ ấm chén, chờ nhờ vào mấy chén nước. À, phải rồi, sao mình không nghĩ ra sớm chứ? Cửa hàng gốm của Satit ngày càng đông khách và mở rộng. Con dốc những tưởng là một trở ngại lớn lại trở thành một cơ hội lớn. Vậy mới thấy thành hay bại đều ở trong tay mình. Chiếc áo tàng hình. Cả ngày hôm nay không được tí tôm cá nào, tối nay lại bụng đói đi ngủ rồi. Tội nghiệp ông cụ, chắc cả ngày làm việc cực nhọc quá, ngủ thiếp đi.
báo dường như ở rất gần. Ta sắp tới nơi rồi. Chẳng phải là ông cụ này? Thưa cụ, cụ là ai mà ngồi thổi sáo ở đây? Còn có nhớ ta không? Dạ có, cụ có phải là người nằm ở gốc đa dưới chân núi hôm nọ không ạ? Đúng, hôm nọ con đành chịu mình trần để nhường áo cho ta. Tấm lòng này thật là hiếm có. Nay ta muốn đền cho con một chiếc áo khác. Đây không phải là chiếc áo thường mà là một bảo vật có phép làm cho người ta tàn hình. Mỗi lần mặc áo, không một ai nhận ra con ở trước mặt. Nó sẽ giúp cho con làm được nhiều việc hữu ích cho đời, cho người. Ôi, cái áo này kỳ diệu vậy ư? Thưa cụ. Cụ ơi, cụ ơi! Giờ mới có dịp thực hiện được ước nguyện thăm thú kinh thành. Trời ơi, biết lấy gì mà ăn đây? Các cụ ơi, xin hỏi có chuyện gì mà mọi người lại ngồi hết cả ra đây thế này? Khổ lắm chú ơi, chúng tôi đều là người làm của nhà phú ông làng này. Nhưng nay người thì già rồi, người thì sức yếu, nên bị phú ông đuổi hết đi, không trả cho lấy một đồng công nào. Bà cháu tôi đã 2 ngày nay chưa có gì bỏ bụng. Lão phú ông này thật quá quắt. Cụ ơi, nhà ông ta ở đâu? Kìa kìa. Cụ à, cụ đừng có lo, cụ chờ con một lát nhé. Nhờ ăn chặn của mấy đám người làm ấy mà tiết kiệm được thêm gần 200 đồng đấy ông à. Nhiều thế cơ à. Thôi, ăn cơm đi. Ôi, sao thế? Cái gì vậy ông? Ôi, trời ơi, cái gì thế này? Ôi, ba, ba, cứu với! Trời ơi! Ba, cô ba! Đây là tiền công của mọi người, cháu thay mặt mọi người đòi lại từ lão phú ông tham lam. Cụ chia lại cho mọi người đi, lấy chút vốn sống tuổi già cụ nhé. Ôi, đa tạ chàng trai, cháu thật là nghĩa hiệp. Cảm ơn chàng trai, cậu tốt bụng quá. Cảm ơn cậu rất nhiều. Kinh thành đẹp quá, thật là đông vui. Hiện nay tình hình rất nguy cấp, hàng vạn binh mã của nước láng giềng đang ùn ùn kéo tới. Nhà vua đã cho quân đội ra chống giữ, nhưng chưa cản được giặc, chúng đang tiến quân như vũ bão. Nay nhà vua kêu gọi mọi người dân hãy cùng đứng lên đánh giặc, bảo vệ bờ cõi. Sao, không lẽ sắp mất nước ư? Nguy quá, đất nước lâm nguy, sao ta có thể làm ngơ chứ? Tướng quân, xin cho tôi được đi dẹp giặc cứu nước. Nhà ngươi nói thật chứ? Vậy nhà ngươi cần bao nhiêu binh mã? Chỉ cần một mình tôi cũng có thể đuổi được giặc dữ. Chỉ xin hãy cấp cho tôi một thanh gươm. A, à, thủ lĩnh, thủ lĩnh bị sát hại rồi. Mấy thủ lĩnh của chúng ta tự dân đều bị chết, chết cả rồi. Thủ lĩnh võ nghệ cao cường là vậy mà còn bị giết, chết rồi, chạy thôi anh em ơi. Quả là một vị anh hùng. Hoàng hô, đa tạ vị anh hùng dẹp giặc cứu nước. Hoàng hô. Cụ ơi, cảm ơn cụ đã ban cho con áo thần. Con nguyện sẽ dốc lòng chỉ làm việc nghĩa, giúp dân, giúp nước, giúp đời. Chú voi của thần Indra. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một anh nông dân hiền lành sở hữu cả cánh đồng mía rộng lớn. Xin chào. Cho đến một ngày kia. Sao thế này? Ai? Ai đã lấy mía của tôi? Bao nhiêu công chăm bón mà bị trộm mất cả khóm to thế này. Ai mà lại quá đáng thế cơ chứ? Này anh bạn, làm việc cật lực quá, qua đêm mà thu hoạch hết nửa cánh đồng mía rồi. Cái gì? Nửa cánh đồng ư? Không thể nào. Trời ơi, sao có một đêm mà sao lại ra nông nổi này? Không thể để yên được. Quân ăn cắp, phá hoại,
Đêm nay ta sẽ thức trắng chờ các người. Số tội sao lận đận thế này. Được hôm thức canh thì tên trộm mía không xuất đầu lộ diện. Bực thật. Cái gì thế nhỉ? Trời ơi, một con voi biết bay. Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Thì ra chính nó là thủ phạm. Bao công sức chăm bẩm của ta. Con voi ma quỷ, đồ đáng ghét, dám phá đồng mía của ta. Ta không tha cho mi đâu. Bắt được mày rồi, con voi đáng ghét. Trời ơi, mi bay đi đâu thế? Dừng, dừng lại đi, dừng lại. Cho ta xuống. Dừng lại, dừng lại. Trời ơi, mình đang ở đâu thế này? Wow, đẹp thật đấy. Đây đúng là tiên cảnh. Mình đang ở trên thiên đường. Cái gì thế nhỉ? Ôi, thần Indra. Quân tàu thần Indra đáng kính. Con voi thần của ngài mấy đêm nay đều xuống ăn bao nhiêu mía nhà tôi. Vất vả lắm mới chăm bẩm được tốt tươi. Giờ mất hết rồi, ngài bảo tôi phải làm sao đây? Ta thành thực xin lỗi về chuyện này. Ngươi có thể mang bất cứ thứ gì ngươi thích về hạ giới. Ta hứa con voi đó sẽ không bao giờ xuống làm phiền ngươi nữa. Đội ơn ngài. Trời ơi, thật quá sức tưởng tượng. Chỗ này về sẽ mua thêm được nhiều đất để trồng mía. Tuyệt quá. Về, về nhà rồi. Thật kỳ diệu, bao đá quý vẫn còn đây. Mình không mơ, mình không mơ. Mọi người vào chơi xơi nước, thăm nhà luôn đi. Chà, cơ ngơi to đẹp quá. Có mối làm ăn buôn bán nào thì mách anh em với chứ. Mình thật là, đừng có kể với cái phường gian xảo ấy, kể lão. Không đâu mình, làng xóm với nhau, có phúc cùng hưởng chứ mình. Hôm nay, mời bà con đến đây chơi. Thú thật là có câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ cho mọi người. Thần Indra, chính thần Indra đã mang may mắn này cho tôi. Thần Indra ư? Là sao? Chúng tôi không hiểu. À, là thế này. Đúng là chuyện hảo huyền. Cậu định lừa ai chứ? Muốn giấu mối làm ăn thì cứ việc. Bọn này cũng chẳng cần. Thôi, ta về đi bà con. Tôi đã bảo mình rồi mà. Kể với cái lão ấy làm gì? Người ta cũng đâu có tin mình đâu. Tên này trước nay thật thà. Có khi nào nó nói thật không nhỉ? Tự nhiên sao vào lên trông thấy. Lẽ nào nó được lên trời thật. Đêm nay mình cũng phải canh thử mía xem sao mới được. Nó đến rồi, chuẩn bị nhé. Lên rồi, ta sắp đổi đời rồi. Ta sẽ lấy đá quý trang sức và vải quý. Thần Indra có rất nhiều vàng bạc, phải lấy vàng nhớ chưa? Hoặc ta sẽ sống luôn ở đó không về. Cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Tiếc quá, bất cẩn một chút mà tụt cả tay. Nhưng mà không sao, ngày mai con voi sẽ trở lại. Chúng ta sẽ phục thù. Voi thần, để ta ban cho ngươi một cánh đồng mía, không bao giờ vơi trên thiên đường. Đừng xuống hạ giới mở đường cho những kẻ tham lam lười biếng nữa. Chúng sẽ nhận được một bài học thích đáng. Từ hôm đó, đêm nối ngày qua đi, họ cứ chờ mãi mà không bao giờ gặp lại voi thần nữa. Gà rừng và những hạt kê. Cái nhà kho phía bìa rừng con người chuyển đi hết rồi. Chúng ta mau đến đó chơi thôi. Nhanh chân nào, chắc hẳn ở đấy có vô số đồ ăn ngon họ để lại nữa. Nhà kho phía bìa rừng ư? Mình phải qua đó mới được. Này, các bạn khỉ, đợi tôi với, họ nhanh chân thật đấy. Thôi thì tự mình đi vậy. Kìa, chào bạn gà rừng. Bạn đi đâu mà có vẻ vội vàng thế? Tôi định đến nhà kho nơi bìa rừng đây. Ấy kìa, nhà kho nơi bìa rừng ư? Sao bạn lại đến đấy làm gì? Nguy hiểm lắm. Bạn quá lo lắng rồi. Thật ra ở đó không còn nguy hiểm nữa đâu. Vừa nãy tôi thấy hai bạn khỉ nói với nhau là con người đã đi khỏi nơi đó hẳn rồi đấy. Dù con người có chuyển đi
thì ở đó cũng nhiều cạm bẫy lắm. Thôi đừng có mạo hiểm đi, hãy ở đây cùng tôi đi. Bạn không đi thì thôi, chứ tôi nhất định phải đến đó một chuyến xem thế nào. Thôi thế tôi đi đây. Này hai bạn khỉ ơi, chẳng phải vừa nãy hai bạn nói là ra chỗ nhà kho nơi bìa rừng đó sao? À đúng là chúng tôi định ra nhà kho nơi bìa rừng chơi, nhưng khi con người bỏ đi, họ không quên đóng kín mít cửa lại, chẳng thể vào trong được, nên chúng tôi lại đi về. Ra là thế. Chẳng nhẽ đi đến đây rồi lại về. Thôi cứ lại đằng đó xem thế nào. Đúng là cái nhà kho này kín mít à. Để xem nào. Ồ, chẳng phải kia là bao kê sao? Họ bỏ đi để thế này thật là phí quá. Đây rồi. Sao cái lỗ này không to hơn một tí nhỉ? Phải chi mình nhỏ lại thêm một chút. Đúng rồi, chẳng qua mình đang no bụng nên không chui vào khe hở kia. Chỉ cần đợi đến khi mình đói bụng, bụng sẽ xẹp lại. Khi đó mình sẽ chui vừa cái lỗ kia và vào trong ăn hạt kê càng thêm ngon miệng. Được rồi, giờ thì đi ăn kê thôi. Thật là tuyệt. Ôi, ngon quá. No bụng rồi, giờ đánh một giấc đã. Đây rồi, đợi tôi một lát nhé. Thôi chết, con người quay lại. Làm sao đây, mình không chạy được ra ngoài rồi. Xem nào, mình để đâu ấy nhỉ? À, đây rồi. Đúng kế hoạch thì hai hôm nữa chúng ta sẽ qua dỡ cái nhà kho này đi. Được. Trời ơi, suýt tí nữa thì bị tóm rồi. Mình phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi con người quay lại. Mình ăn no quá, lại không lọt cái lỗ kia để ra ngoài rồi. Chỉ còn một cách là đợi đói lại, cho bụng xẹp xuống thôi. Kìa bạn gà rừng, bạn đi đâu mấy hôm vừa rồi vậy? Mình vừa ở chỗ nhà kho bìa rừng về. Ồ, bạn không gặp nguy hiểm gì chứ? Cũng có vài biến cố. Thật là nhịn đói để vào ăn kê, xong lại nhịn đói để đi ra. Như vậy có đáng không chứ? Không những thế, còn suýt nữa bị con người bắt được. Nhưng thử một lần cũng đáng đấy chứ. Khi con người dỡ hẳn nhà kho đi thì đâu còn cơ hội nữa. Tuy là có chút nguy hiểm, nhưng được thưởng thức những hạt kê ngon lành nhất trên đời thì sẽ tuyệt hơn nhiều. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình. Mình nhất định sẽ không tùy tiện hành động trong trường hợp quá nguy hiểm đâu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.